Bốn kiểu người này không cần bạn bè, mỗi kiểu đều rất không đơn giản, xem có phải bạn hay không. 1. Một người sống vô cùng tỉnh táo. Những người như vậy dành thời gian xã hội cho bản thân, tất cả thời gian và sức lực đều dùng để tìm trọng tâm cuộc sống của mình, làm theo trái tim và chọn cách sống của riêng mình. Họ không còn bận tâm đến việc duy trì các mối quan hệ bên ngoài, mà họ cố gắng tìm sự cân bằng nội tâm, trân trọng người trước mắt. Họ hiểu rằng, một số thứ không thể được làm lại, mất thì mất đi mãi mãi, thay vì mất đi rồi lại hối hận, tốt hơn là nắm bắt thời gian ở bên họ bây giờ. 2. Những người không muốn đi theo dòng chảy, kiên trì đi theo con đường riêng của chính mình, mọi thứ xung quanh bản thân không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là kiên định thực hiện ước mơ của mình. Mỗi người thành công đều có một khoảng thời gian như vậy trong cuộc đời. Lúc đó chẳng có giá trị gì, không bạn bè, cũng sẽ cố tình giữ khoảng cách với gia đình, phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể sống lại, tìm về chính mình. 3. Người độc lập, không thích làm phiền người khác, cũng không muốn bị người khác làm phiền. Mối quan hệ của họ phần lớn dựa trên nguyên tắc, hôm nay bạn có việc tôi sẽ giúp bạn, ngày mai tôi có việc bạn giúp tôi. Họ không muốn bận tâm đến sự đồng cảm từ người khác, cũng không cần phải đồng cảm với giá trị cảm xúc của người xung quanh. Trong mắt những người này, một mình lâu rồi ngày càng cảm thấy thoải mái, khi không có áp lực xã hội, giao tiếp với những người xung quanh ngày càng ít đi. 4. Người có tâm lý mạnh mẽ và trưởng thành, nhìn thấu sự thật của giao tiếp giữa các cá nhân. Họ biết rằng, mối quan hệ giữa người với người đôi khi không phải là sự thật, cũng không phải cái gọi là duyên phận, mà là hai chữ, lợi ích. Họ hiểu có bạn bè cũng tốt, người thân cũng được, có thể hòa hợp thì hòa hợp, không thể hòa hợp thì giữ khoảng cách, không cần phải ở giữa những người không xứng đáng mà đấu tranh nội tâm. Một người không phù hợp không phải là một mình, mà là xung quanh không có nhóm nào phù hợp với bản thân. Nếu bạn đến cuối cùng một người bạn cũng không còn nữa, đừng cảm thấy mình thất bại. Điều này chỉ có thể nói rằng bạn đã nhìn thấy một số sự thật của cuộc sống, đã sống đủ trưởng thành rồi.